Hello, ta chào hỏi. Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếng Trung qua radio. Chỉ khoan ý cửa, bù khở nứng tợ rấn. Thích một người không thể, qua giọng đọc của Nhụy Hy. Và chúng ta cùng nhau học nha. Ní yǒu měi yǒu xǐ huān guò yī gè bù kě néng tè rén? Ní yǒu měi yǒu xǐ huān guò, bạn đã từng thích chưa? Ý gè bù kě néng tè rén, đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch ý gè rén trước, một người, bù kě néng, không thể. Ní yǒu měi yǒu xǐ huān guò yī gè bù kě néng tè rén? Wěi yǒu guò. Nà zhǒng gǎn jiú jiù xiāng shì nǐ òu rán zài shāng diàn de chú chuàng lǐ kān jiàn lě yī yàng hěn xǐ huān dān jiàn shí mái bù qǐ de dōng xǐ. Wěi yǒu guò, tôi đã từng. Nà zhǒng gǎn jiú, cảm giác đó, jiù xiāng shì, giống như nǐ òu rán, bạn tình cờ. Zài shāng diàn de chú chuàng lǐ, ở trong tủ trưng bày ở cửa hàng, kān jiàn lě, nhìn thấy, yī yàng hěn xǐ huān tan sang sứ mãi bút chỉ tờ tung xỉ, đây là một cụm danh từ. Mình sẽ dịch ý yàng tung xỉ trước, một thứ, hấn xỉ khoan, rất thích. Tan sang sứ nhưng tạm thời, mãi bút chỉ không thể mua được. Mãi bút chỉ ở đây ý chỉ là không có đủ tiền để mua. Wěi yǒu guò, nà zhǒng gǎn jiú jiù xiāng shì nǐ òu rán zài shāng diàn de chú chuàng lǐ kān jiàn lě yī yàng hěn xǐ huān dān jiàn shí mái bù qǐ de dōng xǐ. 你每天都特意去看看他，为了他拼命攒钱。你每天都 mỗi ngày bạn đều thơi đặc biệt chuy khan khan tha đi nhìn nó, vì là tha vì nó mà pin miệng ra sức sản chén tích góp tiền. 你每天都特意去看看他，为了他拼命攒钱。 可等到你终于有一天存够了钱，却发现他已经被别人买走了。 可等到, nhưng đợi đến, 你终于有一天, bạn cuối cùng có một ngày, 存够了钱, để dành đủ tiền, 却发现, lại phát hiện, 他已经被别人, nó đã bị người khác, 买走了, mua mất rồi. 可等到你终于有一天存够了钱，却发现, 他已经被别人买走了。 你心里空空的, 明明从来都没有拥有过, 你却觉得失去了所有。 你心里空空的, trong lòng bạn trống rỗng, 明明, rõ ràng, 从来都, trước giờ đều, 没有拥有过, chưa từng có được, 你却觉得, nhưng bạn lại cảm thấy, 失去了所有, đã mất đi tất cả. 你心里空空的, 明明从来都没有拥有过, 你却觉得失去了所有。 单方面的感情大抵如此, 他和你之间并没有爱情的可能。 单方面喜欢的感情, đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch cảm情 trước, tình cảm. 单方面喜欢, thích đơn phương. 大抵, nói chung hay đại khái, 如此, là như vậy. 他和你之间, giữa người đó và bạn, bình mấy yếu, không hề có, ai chính tự khả năng, khả năng yêu đương. Tan phang miên xỉ khoan tự cản chính, ta tỷ rú tử, tha hờ nỉ trư chiên, bình mấy yếu ai chính tự khả năng. Tan nỉ chiêu sư, dạy xin lỉ sang yển là y chú chú liên ai tự xì mạ. Tan nỉ chiêu sư, nhưng bạn chính là, dạy xin lỉ, ở trong lòng, sang yển là, đã diễn, y chú chú liên ai tự xì mạ, tiết mục, y chu chu, chu là lượng từ biểu thị hết tiết mục này đến tiết mục khác. Liên ai, yêu đương. Sang yển là y chu chu liên ai de xì mạ, mình có thể dịch là cứ diễn tiết mục yêu đương. Tàn nỉ chiêu sư, zài xin lǐ sang yển là y chu chu liên ai de xì mạ. Nỉ chu xiān zài, tā bì rán jīng guò de lù páng, jīng xīn cì huà yī chǎng òu yù. Nỉ chu xiān zài, bạn xuất hiện ở. Tha bì rán jīng guò de lù páng, đây là cụm danh từ, mình dịch lù páng trước, bên con đường. Tha bì rán, anh ấy chắc chắn, jīng guò, đi qua. Jīng xīn cì huà, giải công sắp đặt, yī chǎng òu yù, một màn gặp gỡ tình cờ. Nỉ chu xiān zài, tha bì rán jīng guò de lù páng, jīng xīn cì huà, yī chǎng òu yù. Nǐ zǐ xì chuǎi muò tā de xǐ hào, gēn tā kàn yī yàng de dōng xǐ, tīng yī yàng de yīn yù. Ní chỉ xì, bạn cẩn thận, trải múa, nghiền ngẫm, tha tờ xì khao, sở thích của anh ấy. Cần tha khan ý yàng tờ tiền yến, xem bộ phim giống anh ấy.
听一样的音乐，nghe nhạc giống anh ấy. 你仔细揣摩他的喜好，跟他看一样的电影，听一样的音乐。甚至你以一个朋友的身份安慰刚刚失恋的他。甚至你 thậm chí bạn 以身份lấy thân phận 一个朋友 một người bạn 安慰 để an ủi刚刚失恋的他 đây là cụm danh từ 他 anh ấy người mà 刚刚失恋 vừa mới thất tình 甚至你以一个朋友的身份安慰刚刚失恋的他你总想着说多付出一点结果就会如愿你总想着说 bạn luôn nghĩ và nói 多付出一点 bỏ ra nhiều một chút 结果就会 kết quả sẽ 如愿như ý 你总想着说 多付出一点 结果就会如愿 老实说 偶尔我也会分不清 自己对你的感觉 老实说 nói thật lòng 偶尔 thỉnh thoảng 我也会 em cũngphân bù chương, không phân biệt rõ được, tự chỉ tùy nỉ tờ cản chúa, cảm giác, tự chỉ của mình, tùy nỉ đối với anh. Lào sứ xua, ấu ở, vớ yể huệ phân bù chương, tự chỉ tùy nỉ tờ cản chúa. Chiêu chương sử lín sứ chỉ y, bá nỉ tăng xua bài thua cú tú tờ chiêu minh đạo thảo, hái sư man man tờ xỉ khoan nỉ, xỉ quan xinh tờ y lại nỉ. Chiêu chương sư, rốt cuộc là,Lín sứ, nhất thời, chỉ y, nảy lòng tham, bá nỉ tăng sụa, coi anh là. Bài thua cu tú tờ chiêu miêng tạo thảo, đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch chiêu miêng tạo thảo trước. Sơm cứu mạng. Bài thua, thoát khỏi, cu tú, cô đơn. Khái sự, hay là, man man tờ, xỉ khoan nỉ, chậm chậm thích anh. Xí quan xương tờ, tính thói quen hay theo thói quen, y lại nỉ, ỉ lại vào anh.秋青是临时起意，把你当作摆脱孤独的救命稻草，还是慢慢的喜欢你，习惯性的依赖你。奇怪的是，我们似乎越靠近就越疏离。奇怪的是，给啦啦，我们似乎穷大人呢，越靠近càng lại gần就越疏离thì càng xa cách。奇怪的是。我们似乎越靠近就越疏离，因为你的靠近是出于朋友的关切，而我的靠近是因为爱情。因为 bởi vì 你的靠近 sự lại gần của anh 是出于 là xuất phát từ 朋友的关切，关切关tâm 朋友 bạn bè 朋友的关切关tâm giữa bạn bè， 而我的靠近 còn sự lại gần của em。是因为爱情 là vì tình yêu 因为你的靠近是出于朋友的关切而我的靠近是因为爱情关于喜欢你这件事我反复确认过很多次关于 về 喜欢你这件事 việc này 喜欢你 em thích anh 我反复 lặp đi lặp lại hay nhiều lầnWo phản phu chue ren guo, em đã từng lặp đi lặp lại xác nhận, hen duo ci, rất nhiều lần. Quan yu xi huan ni zhe jian shi, wo phản phu chue ren guo hen duo ci. Shi gu du tai jiu le ma? Shi ni gang hao chu xian, wo zheng hao xi huan ma? Shi gu du tai jiu le ma? La gu den gua lou sao? Shi ni gang hao chu xian, la anh xuất hiện đúng lúc, wo zheng hao xi huan ma? Em vừa hay thích anh sao?是孤独太久了吗？是你刚好出现，我正好喜欢吗？有时候我会在想，其实你也没有多好，是我的喜欢才为你加上今生。有时候高楼，我会在想 ，em cũng nghĩ， 其实 thực ra 你也没有多好 ，anh cũng không tốt đến thế， 是我的喜欢 là em thích anh 才 mới。为你加上金身 thêm vàng lên người anh 有时候我会在想其实你也没有多好是我的喜欢才为你加上金身所以你的优点被无限放大缺点我统统都看不到所以 vì thế 你的优点 ưu điểm của anh
bị vô hạn phóng đại, được phóng đại vô hạn. Chưa điểm, khuyết điểm, của thủng thủng, em tất cả hay hết thảy, tôi không bù tạo, đều không nhìn thấy. Sở dĩ, nì tớ ưu điểm, bị vô hạn phóng đại, chưa điểm, của thủng thủng, tôi không bù tạo. Thiền Phụ Trân giải cơ lý trang, suy hộ của mình biển trấn, ai là khẩn chịu tôi phóng dụ. Thiền Phụ Trân, Điền Phước Trân, giải cơ lý trang, hát trong bài hát, suy hộ của mình biển trấn, cuối cùng chúng ta trở thành. Ai là khấn triệu tập hứng hiệu, đây là cụm danh từ, hứng hiệu, bạn bè, ai là khấn triệu, đã yêu rất lâu. Thiền Phụ Trân giải cơ lý trọng, suy hộ của mình biển trấn, ai là khấn triệu tập hứng hiệu. Của mình khấn triệu mới ở chiên của lọ, sông khóa dễ bù xài yếu trao trí. Của mình khấn triệu, chúng ta rất lâu, mới ở chiên của lọ, không gặp rồi. Sông khóa dễ, cuộc sống cũng, bù xài yếu trao trí, không còn điểm giao nhau. Của mình khấn chịu mấy ở trên của lọ, sông khóa dễ bù xài yếu trao trí. Dễ xử sư yếu cơ sư yếu máng tờ cung dụ, dùng chư của mình mua chi tờ chuyển dứa, bù xài liên xị. Dễ xử sư yếu, có lẽ là có, cơ sư yếu máng tờ cung dụ, đây là cụm danh từ, cung dụ, công việc, yếu máng, phải bận hay bận rộn, cơ sư của riêng mình. Dùng chư, tóm lại, của mình mua chi tờ, chúng ta ngầm hiểu ý, chuyển sứa, lựa chọn, bú xài liên xị, không liên lạc nữa. Dễ xử sư yếu cơ sư yếu máng tờ cung dụ, dùng chư, của mình mua chi tờ, chuyển sứa bú xài liên xị. Chí sứ, ấu ở với ý huệ, xung y khẩu chi, chinh xinh, của mình mấy ở xa ý chỉ. Chí sứ, thực ra, ấu ở với ý huệ, thỉnh thoảng em cũng, xung y khẩu chi, thở vào một hơi, chinh xinh, vui mừng vì, của mình mấy ở xa ý chỉ, chúng ta không ở bên nhau. Chí sứ, ấu ở với ý huệ, xung y khẩu chi, chinh xinh, của mình mấy ở xa ý chỉ. Bí chỉ an tàn tờ sâu trọng, xin xài tờ của mình, 现在的结局 都要好得多 比起 so với 暗淡的收场 收场 kết thúc 暗淡的 暗淡 现在的我们 chúng ta của bây giờ 现在的结局 kết cục bây giờ 都要好得多 đều tốt hơn rất nhiều 比起暗淡的收场 现在的我们 现在的结局 都要好得多 也许我们在相遇时 还能坐下来聊聊彼此的近况，也许có lẽ我们在相遇时，明天这个时间，嘿，我们在相遇，chúng ta gặp lại nhau，还能坐下来，vẫn có thể ngồi xuống，聊聊，nói về彼此的近况，近况，tình hình gần đây，彼此的，của đôi bên，也许我们在相遇时，还能坐下来聊聊彼此的近况。你可能是身材略微发福的中年男人，我也家长里短的讲个不停，聊到往事，我们相视一笑。你可能是 anh có thể là 身材略微发福的中年男人。đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch trung niên nam nhân trước. Người đàn ông trung niên, 身材 thân hình, 略微 hơi.Pha phú là phát phúc. Trong tiếng Trung khi mà biểu thị ai đó béo ra hay mập lên thì thường dùng là pha phú. Lui quê pha phú, hơi mập một chút. Với ý, em cũng. Cha tráng lý toạn là chuyện nhà, chuyện cửa. Chẳng cỡ bù thiếng, nói không ngừng. Với ý, cha tráng lý toạn tợ, chẳng cỡ bù thiếng. Em cũng không ngừng nói về chuyện nhà cửa. Léo tạo quảng sự, nói đến chuyện cũ. Wo men xiang shi, chúng ta nhìn nhau, ý xiao, cười.你可能是身材略微发福的中年男人，我也家长里短的讲个不停，聊到往事，我们相视一笑。以前我们都在等人，你在等你的对的人，而我在等你。以前 trước đây 我们都在等人 chúng ta đều đang đợi người， 你在等 anh đợi， 你的对的人 người đúng của anh， 而我 còn em。在等你 đang đợi anh. 以前我们都在等人，你在等你的对的人，而我在等你。我不知道你有没有在最终等到你对的人，但我等不到你了。我不知道 em không biết 你在最终 anh cuối cùng
有没有等到có đợi được hay không? 你对的人, đúng người. 但我, nhưng em, 等不到你了, không đợi được anh nữa. 我不知道你有没有在最终等到你对的人, 但我等不到你了。很遗憾没能和你有结果，但能遇见你就是我今生最大的收获。很遗憾 rất tiếc, 没能和你 không thể cùng anh 有结果 có kết quả, 但能遇见你 nhưng có thể gặp anh 就是 chính là 我今生最大的收获。 Đây là cụm danh từ mình sẽ dịch 收获 trước, 突然 最大 lớn nhất, 今生 đời này, 我 của em。很遗憾没能和你有结果，但能遇见你就是我今生最大的收获。Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau học xong nội dung của đoạn radio. Sau đây mình cùng nhau nghe lại toàn bộ đoạn này qua giọng đọc của Nhụy Hi nha. Hi, 你好，我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？我在北京，祝你晚安。你有没有喜欢过一个不可能的人？我有过。那种感觉就像是你偶然在商店的橱窗里看见了一样很喜欢但暂时买不起的东西，你每天都特意去看看它，为了他拼命攒钱。可等到你终于有一天存够了钱，却发现他已经被别人买走了。你心里空空的，明明从来都没有拥有过，你却觉得失去了所有。单方面喜欢的感情大抵如此，他和你之间并没有爱情的可能，但你就是在心里上演了一出出恋爱的戏码。你出现在他必然经过的路旁，精心策划一场偶遇。你仔细揣摩他的喜好，跟他看一样的电影，听一样的音乐。甚至你以一个朋友的身份安慰刚刚失恋的他。你总想着说，多付出一点，结果就会如愿。老实说，偶尔我也会分不清自己对你的感觉，究竟是临时起意把你当作摆脱孤独的救命稻草，还是慢慢的喜欢你，习惯性的依赖你。奇怪的是，我们似乎越靠近就越疏离，因为你的靠近是出于朋友的关切，而我的靠近是因为爱情。关于喜欢你这件事儿，我反复确认过很多次。是孤独太久了吗？是你刚好出现，我正好喜欢吗？有时候我会在想，其实你也没有多好，是我的喜欢才为你加上金身，所以你的优点被无限放大，缺点我通通都看不到。田馥甄在歌里唱，最后我们变成爱了很久的朋友。我们很久没有见过了，生活也不再有交集，也许是有各自要忙的工作，总之我们默契的选择不再联系。其实偶尔我也会松一口气，庆幸我们没有在一起。比起暗淡的收场，现在的我们，现在的结局都要好得多。也许我们在相遇时还能坐下来聊聊彼此的近况，你可能是身材略微发福的中年男人，我也家长里短地讲个不停，聊到往事，我们相视一笑，
以前我们都在等人，你在等你的对的人，而我在等你。我不知道你有没有在最终等到你对的人，但我等不到你。很遗憾没能和你有结果，但能遇见你，就是我今生最大的收获。và như vậy chúng ta vừa cùng nhau học tiếng Trung qua radio. 喜欢一个不可能的人, thích một người không thể qua giọng đọc của Nhụy Hy. Hy vọng video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧, 谢谢大家, 再见.